Chào anh em, hôm nay công ty cầu bịp của tôi làm một video mới để gửi tới cho anh em nào yêu thích về môn bài lá bịp này anh em nhé. Đó thì ở video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho tất cả anh em một mẫu sản phẩm hot nhất, mới nhất anh em nhé. Đó là những mẫu sản phẩm về môn bài lá bịp như là kính áp tròng nhìn xuyên lá bài này, ví đổi bài này, áo đổi bài anh em nhé. Đó thì một chút nữa tôi sẽ nói sơ sơ qua về những mẫu sản phẩm mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Thì ở trên đây tôi đang bày ra sẵn đó là một chiếc áo đổi bài em nhé. Có rất nhiều mẫu loại áo cho anh em lựa chọn, áo cộc, áo sơ mi và áo z anh em nhé. Tất cả những mẫu loại áo, tất cả các mùa anh em nhé. Thì trên đây là một cái mẫu áo đổi bài mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Tốc độ đổi bài của nó cực kỳ nhanh, nhìn sơ qua thì anh em không thể nào biết đây là một chiếc áo đổi bài anh em nhé. Nhìn sơ qua thì đây là một chiếc áo bình thường thôi, nhưng thực ra không bình thường anh em nhé. Đấy thì bây giờ tôi thử cho anh em. Đây là một chiếc áo đổi bài. Tôi sẽ lấy hai lá ngẫu nhiên ra anh em nhé. Đấy. Ở trên đây, đây là một anh em nhét nó vào này. Đấy. Tốc độ đổi bài của nó cực kỳ nhanh anh nhá. Chỉ 0,001 giây thôi anh em nhé. Cực kỳ nhanh luôn anh em nhá, anh em đổi cực nhanh. Đấy. Thấy không? Tốc độ đổi bài cực nhanh và được đặc biệt là không hề phát ra tiếng động anh em nhé. Không hề phát ra tiếng động và đổi cực kỳ nhanh. Đấy. Đấy, nên là anh em đi chơi anh em đổi bài nên là cực kỳ yên tâm và kín đáo an toàn anh em nhé, không mở một chuyện để đối phương phát hiện được ra anh em nhé, đổi cực kỳ nhanh. Đấy, anh em thấy chưa, đổi cực kỳ nhanh luôn. Thì cái mẫu sản phẩm này anh em sử dụng bằng pin tiểu, anh em không phải sạc bất cứ một cái gì anh em nhé. Hết pin, pin tiểu là anh em biết rồi, mấy nghìn một quả thôi, anh em chơi một tuần một tháng thoải mái không phải lo hết pin anh em nhé. Đấy, đổi cực kỳ nhanh, không hề phát ra tiếng động và tốc độ đổi bài của nó cực kỳ nhanh. Đấy, ngoài những cái mẫu áo đổi bài của này ra thì tôi còn một mẫu sản phẩm nữa, đó là một chiếc ví đổi bài anh em nhé. Đây là một chiếc ví đổi bài mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Chiếc ví này anh em đi chơi anh em đúc tiền, đúc thẻ, đúc chứng minh thư vào đây như một chiếc ví bình thường anh em nhé. Đấy, nhìn sơ qua thì anh em không thể nào phát hiện ra đây là một chiếc ví đổi bài. Đấy, anh em nhìn sơ qua thì anh em chỉ biết đây là một chiếc ví bình thường thôi đúng không? Đấy, nhưng mà đặc điểm của nó là anh em có thể đổi những lá bài anh em nhé. Đấy, thì sau đây tôi sẽ nhét một lá vào đây này. Đấy, anh em đổi. Đấy, tốc độ đổi của nó cực kỳ nhanh và cực kỳ, nên anh em yên tâm cực kỳ êm và không hề phát ra tiếng động anh em nhé, và cực kỳ nhanh nữa anh em nhé. Đấy, cực kỳ nhanh luôn. Thì cái dòng sản phẩm này anh em sạc bằng điện anh em nhé, thì mỗi loại là có một tính năng khác nhau. Đấy, thì đây là chiếc anh em ngoài cái những thích chơi như là ví, áo và điện thoại đổi bài, kính áp tròng và rất nhiều mẫu về cái môn đổi bài nữa anh em nhé. Đấy, tôi thử làm cho anh em này, đổi cực kỳ nhanh luôn. Đấy, và đặc biệt là rất nhanh và không hề phát ra tiếng động, nên là anh em đi chơi rất là an toàn cho anh em nhé. Và có một mẫu sản phẩm nữa mà tôi muốn gửi tới cho anh em, đó là chiếc kính áp tròng nhìn xuyên lá bài anh em nhé. Đây là một mẫu sản phẩm mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Đây là chiếc kính áp tròng nhìn xuyên lá bài. Khi anh em đi chơi, anh em chỉ cần lấy cái đây, ở đây còn một cái mẫu mắt này. Anh em biết cái mẫu len con gái không? Anh em đi chơi, anh em chỉ cần lấy cái bông tăm ngoài tai ấy, lấy cái mắt này ra và đeo thẳng trực tiếp vào mắt anh em nhá. Khi anh em chơi, anh em đeo thẳng vào mắt, đối phương ngồi trực diện không thể nào phát hiện ra anh em đang sử dụng chiếc kính áp tròng anh em nhá. Đó, chất liệu của cái chiếc kính áp tròng này anh em đeo vào cực kỳ là êm mắt, không bị đau mắt, không bị chảy nước mắt và không bị đỏ mắt anh em nhé. Đeo vào cực kỳ êm. Chiếc kính này tôi nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Mỹ về, anh em đeo vào không bao giờ lo bị hỏng mắt anh em ạ, cực kỳ êm mắt cho anh em nhé. Đây là cả bộ sản phẩm, đây là chiếc kính bảo dưỡng mắt này. Đấy, đấy, còn đây là cái lọ gắp mắt ra này anh em nhé. Đấy, tất cả những mẫu sản phẩm ở trên này tôi bày ra giá cả rất là phải chăng, hợp lý. Đấy, anh em nào muốn mua những mẫu sản phẩm gì anh em cứ điện thẳng trực tiếp cho tôi số điện thoại trên màn hình anh em nhé, tôi sẽ tư vấn anh em trực tiếp 24/24. Đấy, anh em nào ở xa anh em không đến được, anh em tôi gửi hàng về cho anh em test thử, anh em ok test thử ok thì anh em nhận hàng, anh em thanh toán anh em nhé. Đấy, còn anh em không ngưng thì anh em lại trả lại hàng về tôi. Còn anh em nào ở gần, anh em nào ở gần thì xuống thẳng Hà Nội, bến xe Mỹ Đình. Đấy, nhà tôi ở Hà Nội, bến xe Mỹ Đình anh em nhá.
anh em qua anh em test trực tiếp, ok thì anh em lấy, còn không ok coi như anh em mình có một cuộc trò chuyện giao lưu anh em nhá. Đó, anh em ưng những mẫu loại gì anh em alo cho tôi, số điện thoại trên màn hình sẽ tư vấn cho anh em tất cả những mẫu sản phẩm. Và bên tôi rất nhiều mẫu sản phẩm về môn bài lá bịp, bầu cua bịp, tài xỉu bịp và sóc đĩa bịp anh em nhá. Đấy, anh em nào ưng anh em nhấc máy lên alo gọi cho tôi, số điện thoại em màn hình anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chào anh em, hôm nay anh Bắc lại tiếp tục ra một video mới để gửi tới cho anh em nào đam mê về cái bộ môn bài lá. Đấy, ở những video trước tôi gửi tới cho anh em rất nhiều về những mẫu loại bài như là về môn bài lá bịp. Đấy, thì ở video ngày hôm nay anh em nào mà trong thời gian vừa qua thua tha, anh em hãy cố gắng là xem hết video này để anh em cảm nhận cái độ chính xác để anh em đưa một anh em vào bờ cách an toàn. Đấy, thì ở clip ngày hôm nay là tôi muốn giới thiệu tới cho anh em một mẫu sản phẩm, đó là chiếc kính áp tròng nhìn xuyên lá bài. Đấy, đây là chiếc kính áp tròng nhìn xuyên lá bài mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Đấy, khi anh em đi chơi anh em chỉ cần lấy chiếc kính áp tròng này ra, anh em đeo thẳng chiếc kính áp tròng này vào con người của anh em. Chiếc kính áp tròng này tôi đã làm trùng với màu mắt, trùng với màu con người của anh em. Đấy này, anh em yên tâm, khi anh em đi chơi, anh em có ngồi đối diện, đối phương không thể nào phát hiện được ra anh em đang sử dụng chiếc kính áp tròng. Đặc điểm của cái chiếc kính áp tròng này là anh em đeo vào rất là êm, không bị đau mắt, không bị đỏ mắt và đặc biệt là không bị chảy nước mắt anh em nhá. Đấy, còn không thể thiếu là những cái mẫu loại bài. Anh em chơi mẫu loại bài gì, anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mẫu loại bài đó và gửi qua Zalo. Zalo của tôi là 0974724945 anh em nhá. Anh em cứ chụp ảnh gửi qua Zalo, tôi lấy đúng mẫu loại bài đó làm cho anh em nhanh nhất và sớm nhất trong ngày anh em có hàng chơi nha anh em nhá. Đấy, và tôi đi vào tôi thử cho anh em về cái độ chuẩn xác của chiếc kính áp tròng này. Khi anh em đi chơi này, anh em nhìn được mắt thường này, anh em không thể nào đây là loại bài gì đúng không? Đấy, đối phương sẽ nhìn đây là một bài rất là bình thường. Đấy, nhìn này, anh em nhìn được mắt thường này. Anh nhìn được mắt thường không thể nào mà phát hiện ra. Còn khi anh em đeo chiếc kính áp tròng này vào này. Khi anh em đi chơi, anh em đeo chiếc kính áp tròng này vào này. Đấy, anh em có thể nhìn được phân biệt đây là những con lá gì, đây là con 6 này anh em này. Đấy, đây con 6. Phân biệt được cả chất luôn cho anh em nhá. Đây là con tiếp tục này. Đây là con 7 này. Con 7 rô này anh em này. Đấy, anh em thấy không? Phân biệt được cả chất luôn cho anh em. Đấy. Anh em cứ đến tận nhà tôi sẽ hướng dẫn cho anh em, nếu anh em không đến được tôi sẽ hướng dẫn qua điện thoại cho anh em. Bài này rất dễ chơi, giá cả rất là phải chăng. Đấy, đây là con 5 này. Con 5 cơ này anh em này. Con 5 cơ này. Đấy, anh em thấy chưa? Còn khi mà anh em bỏ chiếc kính áp tròng này ra này, con đây là con 2 này. Đấy, đây là con 2 này. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa? Anh em bỏ ra này, anh em bỏ kính áp tròng này ra. Đấy, coi như là anh em không nhìn thấy gì. Chỉ một mình em biết là anh em đang sử dụng chiếc kính áp tròng anh em nhé. Đấy. Đấy, thì vừa rồi anh em đã cảm nhận được cái độ chính xác và nhìn cái độ rõ nét của cái chiếc kính áp tròng này. Anh em nào mà ưng mà thiện chí mua hàng, anh em cứ điện thẳng cho tôi 0974724945. Nhà tôi có rất nhiều đồ sóc đĩa bịp, bài lá. Anh em nào có thiện chí mua đồ, anh em cứ điện cho tôi, tôi tư vấn cho anh em 24/24. Đấy, nhà tôi thì có hai cơ sở, một là bến xe Mỹ Đình, hai là bến xe miền Đông. Đấy, anh em nào cũng đến đâu anh em điện thẳng cho tôi. Đấy, anh em xem video, anh em đăng ký kênh, ở những video tiếp theo tôi sẽ làm video mới sẽ báo về qua điện thoại cho anh em và qua mình cho anh em sẽ là những người đầu tiên biết về những mẫu sản phẩm đó của chúng tôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Chào anh em, hôm nay công ty cờ bịp chúng tôi giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bát tàng hình không tang không đơn giản, đi vào nó sóc thử luôn cho anh em để anh em cùng cảm nhận luôn. Một ba trắng anh em nhá. Đấy, trên màn hình anh em đang xem là qua một cái lớp điện thoại. Đấy, nên là anh em có thể nhìn hơi khó một tí. Ba trắng mở luôn, tôi nhìn thấy thực tế rất rõ luôn anh em nhá, rõ nét 100% luôn. Tiếp tục ba trắng anh em nhá, mở luôn này. Đấy, sáng như đêm trăng rằm luôn. Tiếp này, xong cho anh em vài tiếng cho anh em cùng cảm nhận nhá. Ba đen mở luôn. Đấy, ba đen này. Tiếp này, tứ đen anh em nhé. Đấy, tôi nhìn phát tôi nhìn thấy luôn. Ở đây là qua một lớp điện thoại nên là anh em nhìn có vẻ là hơi khó một tí. Khi anh em lên tận nơi trực tiếp anh nhìn thẳng qua lớp điện thoại màn hình này, nhìn rất là rõ luôn anh em nhé. Tứ đen này mở luôn này. Đấy, chào anh em, hôm nay công ty cờ bịp tôi giới thiệu tới cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang không chân giả. Đấy, ngày xưa anh em đi chơi, anh em phải cắm kim
và đít bát, nên là luồn bát vào rất dễ bị đối phương phát hiện anh em nhé. Thì ở cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cho anh em bát tàng hình không tang không chân sạc anh em nhé. Khi em đi chơi anh em chỉ cần đặt cái bát này lên đấy, nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Đấy, khi anh em luồn bát vào hổ báo cáo chuẩn, cầm có cái chiếc bát này rất là khó phát hiện đây là một chiếc bát tàng hình không tang anh em nhé. Trắng như ngọc trinh luôn này. Đấy, soi từ trong ra ngoài cho anh em cùng cảm nhận luôn anh em nhé. Đấy, không cần phải cắm kim anh em nhé, anh em đặt thẳng trực tiếp lên như này. Đấy, nó sẽ tự động nháy đèn lên cho anh em là nó đang báo sạc anh em nhé. Ngoài những cái mẫu bát tự động này ra có rất nhiều mẫu loại bát nữa, như là bát một là bát tự động này. Bát tự động thì anh em sóc xong sẽ tự động mở kết quả cho anh em. Còn bát khiển là anh em muốn mở kết quả lúc nào thì anh em chỉ cần bấm nút khiển là sẽ anh em nhìn có thể nhìn được kết quả anh em nhé. Và cái loại bát thứ ba đó là bát wifi anh em nhé. Khi anh em đi chơi, anh em cầm cho tôi một cái củ wifi này đúc vào trong người và anh em bật cái công tắc này lên, nó sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi và anh em tải cho tôi một cái ứng dụng phần mềm về. Đấy, và anh em kết nối cho tôi cái wifi này về và điện thoại là anh em nhìn trực tiếp kết quả vào điện thoại anh em nhá. Đấy, ngoài những cái mẫu bát này ra, bên đây chúng tôi làm được tất cả những mẫu loại sản phẩm như là bát nhựa, chén, tất cả những loại bát. Anh em ở địa phương anh em chơi những mẫu loại bát gì, anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mẫu loại bát đó và gửi cho tôi qua Zalo treo số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Đấy, tất cả những mẫu loại bát đấy thì bê tôi đi vào tôi kiểm chứng cho anh em một lần nữa, bát cực kỳ đẹp, cực kỳ led luôn anh em nhá. Sóc thử nữa cho anh em một vài nữa cho anh em cùng cảm nhận cái độ led của bát này anh em nhá. Sấp đôi anh em nhá, sấp đôi này, mở luôn này. Đấy, sấp đôi không mở chuyện, nhìn mắt anh em nhìn thấy thì không mở chuyện sai được anh em nhá. Đấy, tứ trắng bán cả người đánh chắn tiếng này anh em nhá, mở luôn này. Đấy, về tứ trắng này anh em nhá. Tiếp này, cho anh một vài tính bảng nữa cho anh em cảm nhận tứ liên anh em nhé, chồng quân chồng vị để bảo hết. Tiếp này, ba trắng anh em nhé. Đấy, mở luôn này. Đấy, cực kỳ rõ nét luôn anh em nhé, trừ khi nó chồng quân chồng vị đè lên như thế thì chịu rồi anh em nhé. Đấy, tiếp này, thử cho anh em một vài tính nữa này, ba trắng anh em nhé, mở luôn. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang cũng như sạc anh em nhé. Bát anh em chỉ cần đặt lên tự động như này nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé, anh em không cần phải cắm kim như ngày xưa nữa. Đấy, thì anh em nào ưng về mẫu sản phẩm này anh em cứ alo cho tôi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, tôi sẽ gửi về cho anh em tận nơi. Còn anh em nào mà ở xa hoặc không đến được, tôi sẽ gửi về cho anh em test hàng ok thì anh em lấy, không ok có em gửi hàng lại quay lại cho mình. Đấy, nhà tôi thì có 3 cơ sở, 1 là bến xe Mỹ Đình, 2 bến xe Giáp Bát và 3 là bến xe miền Đông. Đấy, anh em nào ở gần thì qua thẳng trực tiếp anh em test ok anh em lấy, không ok qua như mấy anh em mình cũng chụp trò chuyện giao lưu anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào tất cả anh em, hôm nay công ty Cờ Bạc Việt Anh Lam mình sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm máy đánh bài mã vạch định vị, là sản phẩm cao cấp nhất trong môn chơi bài lá anh em nhé. Về cái môn bài lá bịp thì chắc chắn đây là sản phẩm cao cấp nhất mà tôi giới thiệu anh em. Và đây cầm trên tay tôi, đây là cái máy đánh bài mã vạch định vị chúng tôi làm trên nền tảng con iPhone 8 Plus anh em nhé. Đây là sản phẩm CVK 600 phiên bản cao cấp nhất trong môn chơi bài lá bây giờ. Máy đánh bài thì nó có thể chơi ở tất cả những môn chơi về bài lá của ba miền Bắc Trung Nam. Anh em miền Nam hay chơi xì tố, xì rách hay là bình sập sám, bình Ấn Độ. Anh em miền Bắc anh em hay chơi về liêng sâm phẩm ba cây đúng không ạ? Máy nó có thể chơi được hết, nhưng cũng như anh em nào chơi chắn máy đều đánh được hết anh em nhé. Và đặc biệt máy thì có thể lắp sim nghe gọi nước web Facebook Zalo như một chiếc điện thoại bình thường luôn, và không ai có thể biết được, với anh em cầm vào nó không ai có thể biết được nó là một cái máy đánh bài mã vạch định vị, vì nó như một chiếc điện thoại iPhone bình thường thôi, anh em nghe gọi nước web Zalo Facebook Zalo bình thường. Và đặc biệt người khác cầm vào cũng không thể biết được đây là cái máy đánh bài mã vạch định vị anh em này, vì khi anh em muốn vào được cái phần trò chơi của máy đánh bài này thì anh em phải có mã thì mới vào được. Còn bình thường nó không hiện ở trên những cái phần ứng dụng này đâu, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Và kèm theo nó bắt buộc phải là những bộ bài đó này anh em này. Bài thì nó những bộ bài này chúng tôi đã đóng vào những hộp bài còn nguyên tem mác y xì cho anh em, nhưng không phải nó như một chiếc bộ bài bình thường thôi.
chứ không phải như bộ bài bóc sẵn, và đặc biệt không có một tí dấu vết hay bất cả tang tích gì, thì anh em hoàn toàn yên tâm khi chơi. Chỉ có máy bên mình mới có thể đọc được, mới phát hiện được đó là bài máy thôi. Còn cái bài bình thường nói luôn anh em là không thể chơi được, cái bài của ngoài quán tạp hóa anh em mua không thể chơi được, phải là những bộ bài đó. Và kèm theo nó, cái bộ sản phẩm này anh em bắt buộc phải có cái tai nghe này nữa nhá anh em nhá. Cái tai nghe này khi chơi thì anh em nhất ở bên trong tai, nó nhỏ bằng hạt đỗ thôi anh em, nhất thiết bên trong tai mình, nó sẽ đọc và báo cho anh em biết bài nào lớn, bài nào bé, bài nào to, bài nào nhỏ, đúng không? Còn khi làm video tôi sẽ để cái chế độ là chế độ loa ngoài để anh em cùng nghe và cảm nhận cái độ chuẩn xác của nó thôi. Đây là bộ bài tôi sẽ bóc luôn cho anh em, đây là bộ bài mới tinh luôn anh em nhá, tôi sẽ bóc để là giới thiệu anh em luôn, nên anh em đi chơi hoàn toàn yên tâm, anh em không phải lo nghĩ là bài có phải là nó như bài bình thường không, bài như bộ bài bình thường hết, anh em chưa bất kể một mẫu bài gì, chúng tôi đều có thể làm mẫu bài, đều có mẫu bài theo yêu cầu anh em hết, anh em hoàn toàn yên tâm nhá, chứ không phải là một chỉ một mẫu này bình thường như nhà tôi có này đâu, anh em chưa bất kể mẫu gì tôi đều có hết cho anh em. Vẫn ba phăng theo như bình thường này anh em này. Sau đây tôi sẽ thử ở chế độ chơi liêng và ba cây cho anh em. Đây là mấy chế độ để giới thiệu sơ qua anh em thôi, còn anh em chơi bất kể môn gì bên trong máy đều có hết anh em nhé. Sau đây tôi sẽ để vào chế độ, đây là cái mã này, anh em bắt buộc có mã thì mới vào nhá. Bình thường không có mã không ai có thể biết được nó là máy đánh bài. Tôi sẽ anh em vào bên trong là nó có tất cả các môn chơi nhá, bất kể anh em chơi trò gì máy bên trong này đều có hết anh em này. Ba cây, liêng, sâm phẩm, xì tố, xì rách hay đánh chắn, tất cả các môn chơi bài lá bên trong này đều có hết, anh em chơi bất cả trò gì anh em điểm kích vào chơi là chơi thôi. Sau đây tôi sẽ thử chế độ chơi liêng, vì làm video nên tôi để chế độ thử và màn hình thì nó phải sáng và chế độ loa ngoài, còn khi đi chơi nhá màn hình nó tối, và chế độ anh em để chế độ tai nghe anh em nhé. Bây giờ làm video tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi này, 4 người chơi anh em đây này. Tốc độ đọc bài rất là nhanh và báo bài siêu nhanh luôn, không phải không có 1 giây là máy đã báo rồi. Tôi đang để chế độ 4 người chơi, máy báo 1, anh em chỉ cần bỏ đi 1 lá để anh em cháo bỏ đi 1 lá thôi. Tôi sẽ để bài này lớn nhất nhé, tụ lệ lớn nhất cho anh em dễ nhìn. Anh em có thể tăng giảm người chơi, bao nhiêu người chơi không quan trọng nhé. Mình nghiêng rồi này, không ai để vượt qua được độ chuẩn xác của máy, không thể bàn cãi được, thì nó là chuẩn xác tuyệt đối luôn. 4 người chơi anh em có thể tăng lên 5 người chơi này, hay 6 người chơi không quan trọng nhé, tôi tăng này. Đấy, anh em nhìn tăng giảm người chơi ở nút âm lượng nhé, hay 6, tôi để chế độ 6 người chơi luôn nha anh em. Máy báo 3 này, anh em cháo 3 lá này, sao anh em để ở dưới này. Tôi để, tụ này vẫn là lớn nhất anh em nha, tôi để chế độ là 6 người chơi luôn nha anh em này. tám sẽ là lớn nhất luôn anh em này, không ai có thể vượt qua 8 luôn, không ai có thể vượt qua 8 đúng không ạ? Độ chuẩn xác của máy thì không phải bàn cãi, tuyệt đối luôn. Nó đây là sản phẩm cao cấp nhất trong chơi bài lá, bài xô lệch ngang dọc máy đều báo hết, vì nó có 8 camera chạy dọc sườn anh em nhé, nên là báo đa chiều 360 luôn. Đây là sản phẩm cao cấp nhất rồi. Sau đây tôi sẽ chuyển sang chế độ như là ba cây, chế độ ba cây để giới thiệu cho anh em này. Ba cây thì mình bỏ người đúng không ạ? Bỏ hình nhé. Để anh em cùng cảm nhận độ chuẩn xác của máy. Máy thì nó có thể chơi được tất cả những môn chơi của ba miền Bắc Trung Nam rồi. Anh em chơi bất kể môn gì, anh em chỉ kích vào phần trò chơi là chơi đi. Ba cây thì tôi sẽ để chế độ cũng là 4 người chơi cho anh em nhé. Tôi sẽ để chế độ 4 người chơi và tăng giảm người chơi, anh em cũng chỉ cần tăng giảm nút âm lượng thôi. Máy báo 1 này, tốc độ báo rất là nhanh, anh em bóc một lá này, 1 nhất 1 này. Ngày mình tôi chơi tụi này lớn nhất cho anh em dễ nhìn này. 6 sẽ là lớn nhất luôn anh em này, không ai phải vượt qua 6 này. 6 mình có rô luôn, nó tính bằng chất luôn nha anh em nhá. Nhà này 6 như 6 thua mình này, nhà này 5 này, nhà này 3 này. Cũng tăng giảm người chơi, anh em có thể tăng giảm người chơi, ví dụ như đang 4 người chơi anh em có thể giảm xuống 3 người chơi được anh em nhá. Tôi vừa giảm xuống 3 này. Máy báo 2 này, anh em bốc 2 lá này, rất là nhất này, chơi nhà lớn nhất cho dễ nhìn này.
Tôi chia 3 nhà, 3 người nhá. Tăng giảm bao nhiêu người chơi không quan trọng này, mình chín này. Bài mình sẽ luôn luôn là lớn nhất, mình sẽ bốc bài lúc nào cũng sẽ lớn nhất luôn anh em nhá. Hay anh em chia bài anh em có thể chia được mình lớn nhất luôn. Thế 4 người chơi anh em này, bây giờ 3 người chơi anh em này, tăng lên là 4 người chơi hay 5 người chơi đi, tôi tăng lên 5 người chơi. Đấy, tôi tăng lên 5 người chơi anh em này. Bao nhiêu người chơi không quan trọng này. Máy báo người này. Anh em bốc 10 lá này. Vậy 5 người chơi được 1 2 3 đúng không? 1 này. Tôi chia bài này lớn nhất cho anh em dễ nhìn nhé. Đấy, 8 mình sẽ là lớn nhất này, không ai có thể vượt qua 8. Đây là 7 này, 2 này, 5 này. Đấy. Độ chuẩn xác của máy thì không thể bàn cãi được vì nó là độ chuẩn xác tuyệt đối 100%. Anh em quan tâm đến cái sản phẩm máy đánh bài mã vạch định vị này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại hotline của tôi. Đây là số điện thoại hotline của tôi này, 0973 000666. Tôi thì có cơ sở, tôi có 2 cơ sở ở khu vực Hà Nội, đó là gần bến xe Mỹ Đình là 1, gần bến xe Giáp Bát là 2, và khu vực phía Nam tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây. Anh em gần bất kể cơ sở nào, anh em cứ qua trực tiếp cơ sở, anh em liên hệ rồi anh em qua trực tiếp cơ sở, anh em vào nhà test đồ thử đồ thoải mái anh em nhé. Còn anh em ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ test đồ ok gửi cho anh em đường bưu điện, đường tàu xe. Làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất để giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lấy lại những gì anh em đã mất. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi.